Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin Biển Đông phát sóng trên nền tảng của FBNC. Tình hình Biển Đông tuần qua có những diễn biến mới khiến căng thẳng khu vực chưa thể hạ nhiệt. Trung Quốc điều phiên bản mới nhất trong dòng oanh tạc cơ H-6 thuộc Hải quân Trung Quốc tập trận trên Biển Đông, mục đích nhằm dàn mặt những ai? Nghị sĩ Mỹ có động thái gì đáng chú ý trước sự trỗi dậy của hạm đội dân quân biển Trung Quốc? Theo hãng tin Sputnik, tàu khảo sát Trung Quốc đang hoạt động dày đặc ở Biển Đông có toan tính gì? Nghiên cứu mới, Trung Quốc làm dịch chuyển nghiêm trọng cán cân quân sự ở khu vực. Tất cả sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Mở đầu bản tin là thông tin về cuộc tập trận gần đây của Hải quân Trung Quốc H-6G, phiên bản mới nhất của dòng oanh tạc cơ H-6 vừa qua, diễn tập trên Biển Đông. Cụ thể là thực hành ném bom và giải thủy lôi. Cuộc tập trận nằm dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông của quân đội Trung Quốc PLA với căn cứ chính trên đảo Hải Nam. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, nội dung diễn tập bao gồm nhiều oanh tạc cơ cất cánh vào ban đêm, tạo thành đội hình nhất định. Sau đó thẳng tiến về địa điểm được chọn trên biển trước lúc bình minh. Tiếp đó, phi đội H-6G giải thủy lôi và ném bom, loại có tốc độ nhanh và phạm vi nổ cực lớn. Đòn oanh kích này đã đánh trúng mục tiêu trên các hòn đảo, theo CCTV hé lộ. Phi đội H-6G tiếp đó trở về căn cứ để kiểm tra toàn diện, nạp lại đạn dược và nhiên liệu, rồi tiến hành đợt oanh kích thứ hai. Các máy bay cũng mang theo các tên lửa chống hạm EZ-12 dưới cánh, bên cạnh chứa bom và thủy lôi ở phần bụng. Cuộc diễn tập bao gồm quá trình cất cánh, nạp lại nhiên liệu, sau đó quay lại vị trí được chỉ định. Tất cả diễn ra chỉ trong vài giờ đồng hồ, cho thấy mục tiêu kép của Trung Quốc. Thứ nhất là răn đe các nước láng giềng có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Thứ hai, tên lửa diệt hạm trên oanh tạc cơ Trung Quốc chính là sự dọa nạt trực tiếp đối với tàu sân bay Mỹ khi hải quân nước này tăng cường hiện diện trên Biển Đông để kiềm chế Bắc Kinh. Ngoài ra, việc diễn tập oanh kích các đảo cũng là động thái chuẩn bị sẵn sàng cho đòn tấn công đối với Đài Loan. Theo Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc, cuộc tập trận mới đây cho thấy kế hoạch kỹ càng của Hải quân. Lực lượng này cũng nói, các đợt tập trận oanh tạc cơ H-6G chỉ mới bắt đầu và sẽ tiếp tục tiến hành thường xuyên trong tương lai. Ở những đấu trường như Biển Đông và eo biển Đài Loan, các tình huống bày binh bố trận bằng bom truyền thống có thể sẽ là chiến lược thường trực. H-6G của Hải quân Trung Quốc là phiên bản mới nhất của dòng oanh tạc cơ H-6 do Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Tân An sản xuất. Nó có thể thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện, có thể tấn công chính xác mục tiêu trên biển. H-6G có thể mang 7 tên lửa siêu thanh diệt hạm EZ-12, 6 dưới cánh và 1 dưới bụng. Phạm vi hoạt động của anh tạc cơ này vào khoảng 3.500 km. Hoàn Cầu đưa tin vào tháng 8 năm 2020 rằng H-6G lần đầu tiên được triển khai ở đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Trong khi đó, trước sự trỗi dậy của hạm đội dân quân biển Trung Quốc ở Biển Đông, giới chức Mỹ đề xuất chính phủ cân nhắc các biện pháp đối phó. Cụ thể, theo thông cáo báo chí, tại Mỹ ngày 7 tháng 12, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Steve Chabot và Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Elaine Luria đã giới thiệu tại Hạ viện dự luật có tên Dự luật đối phó hạm đội dân quân hàng hải Trung Quốc. Dự luật yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ tiến hành một nghiên cứu đánh giá các thách thức đặt ra do sự trỗi dậy của hạm đội dân quân biển Trung Quốc ở Biển Đông chế, nhằm đạt được các mục tiêu chính trị mà không dẫn đến xung đột. Thay vào đó, lực lượng này sẽ quấy rối các tàu khác hay đánh bắt thủy sản trái phép trong lãnh hải của các quốc gia khác mà không gây hậu quả. Theo cổng thông tin của Quốc hội Mỹ, dự luật sau khi được giới thiệu tại Hạ viện sẽ được gửi đến Thư viện Quốc hội Mỹ. Một nhà phân tích lập pháp thuộc vụ khảo cứu, Quốc hội Mỹ sẽ bắt đầu phân tích dự luật sau khi văn bản nội dung về dự luật được đệ trình. Không chỉ tàu dân quân, trong 10 tháng đầu năm, Trung Quốc điều động ngày càng nhiều tàu khảo sát hoạt động rộng khắp Biển Đông. Cụ thể là khoảng 20, có thời điểm có 2-3 tàu khảo sát được triển khai cùng lúc. Đây là thông tin được công bố tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 13 tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, được hãng Sputnik đưa tin. Tại phiên hội thảo, các diễn giả đã trình bày kết quả nghiên cứu dữ liệu viễn thám về hoạt động của tàu dân quân biển và tàu khảo sát biển của Trung Quốc ở Biển Đông. Kết quả nghiên cứu này cho thấy nét mới trong chiến thuật điều động các lực lượng trên thực địa của Trung Quốc ở Biển Đông. Cụ thể, thay vì sử dụng các tàu hải cảnh, thời gian qua, Trung Quốc đã sử dụng tàu dân quân biển và tàu khảo sát là để tiến hành các hoạt động khẳng định chủ quyền. Các lực lượng này bị xem là khiêu khích và mở rộng kiểm soát Biển Đông, trong khi các tàu hải cảnh vẫn tiếp tục hoạt động và hỗ trợ các tàu dân quân biển và tàu khảo sát. Dựa vào dữ liệu trong 10 tháng đầu năm, Trung Quốc điều động khoảng 20 tàu khảo sát hoạt động rộng khắp Biển Đông, có thời điểm có 2-3 tàu khảo sát được triển khai cùng lúc. Các tàu này đều thuộc cơ quan chính phủ Trung Quốc, chúng phục vụ nhiều mục đích khác nhau, vừa kiểm soát trên thực tế, vừa nhằm mục đích quân sự và dân sự. Trong tương lai gần, Trung Quốc sẽ luôn duy trì một tần suất nhất định các nhiệm vụ khảo sát ở Biển Đông với địa bàn hoạt động rộng khắp và thời gian không hạn chế. Điều này đảm bảo nhiều mục tiêu khác nhau, quan trọng nhất là giúp Trung Quốc nắm vững và theo dõi các điều kiện khoa học thuận lợi,
để duy trì khả năng nhận thức hàng hải vượt trội của mình ở Biển Đông. Đáng chú ý, một số báo cáo khoa học cho thấy Trung Quốc đang cố gắng xây dựng một mạng lưới nhận thức hàng hải 4 chiều ở Biển Đông, đặc biệt là xung quanh Trường Sa. Theo đó, mạng lưới các cảm biến, thiết bị theo dõi dưới lòng biển, radar đặt trên các đảo nhân tạo và vệ tinh trên không gian giúp Trung Quốc có khả năng theo dõi 24/24 động thái của bất cứ một bên nào liên quan trên các thực địa. Trước các hoạt động đáng lo ngại trên của Trung Quốc, theo một báo cáo của Trung tâm nghiên cứu CSIS, Trung Quốc đang thay đổi nghiêm trọng cán quân lực lượng quân sự thời bình ở Biển Đông. Trang Business Standard dẫn lời báo cáo của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế có trụ sở tại Washington tiết lộ, hàng trăm tàu dân quân biển Trung Quốc hoạt động tại các khu vực tranh chấp đặt ra một thách thức đáng kể đối với trật tự hàng hải dựa trên luật pháp quốc tế. Trung Quốc thành lập dân quân biển để bảo vệ khu vực ven bờ từ những năm 1950. Theo CSIS, từ thập niên 70, với các khoản trợ cấp của chính phủ Trung Quốc, dân quân biển phát triển về quy mô và trở thành một công cụ để Bắc Kinh củng cố yêu sách chủ quyền phi pháp. CSIS cho biết, trong suốt những năm 2000, dân quân biển Trung Quốc chuyển trọng tâm sang do thám và quấy rối hoạt động quân sự của các nước khác, bao gồm đâm va, giải vật thể trên đường đi, xịt vòi rồng và tham gia các hoạt động di chuyển nguy hiểm khác. Giới chuyên môn mô tả dân quân biển Trung Quốc là ví dụ điển hình về chiến thuật vùng xám của Trung Quốc nhằm củng cố yêu sách về chủ quyền, song tránh giao tranh quân sự truyền thống. Lực lượng dân quân biển cho phép Trung Quốc phớt lờ các công ước quốc tế và vùng biển quốc tế, cũng như phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực bác bỏ yêu sách quyền lịch sử và đường chín đoạn tại Biển Đông. Báo cáo còn cho biết, sự xuất hiện của các tiền đồn quân sự ở khu vực khiến số lượng tàu dân quân biển được điều đến quần đảo Trường Sa của Việt Nam tăng mạnh. Một đợt triển khai quy mô lớn gần đây là vào tháng 3 năm 2021. Hơn 200 tàu Trung Quốc neo đậu tại bãi Ba Đầu trong lãnh hải đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bắc Kinh phủ nhận đây là các tàu dân quân biển và nói chúng chỉ là tàu cá neo đậu tránh thời tiết xấu. Ở một diễn biến khác, đại sứ Cảnh Sảng, phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc mới đây đã kịch liệt phản bác những nhận xét liên quan đến Biển Đông của đại diện Philippines tại phiên họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm 7 tháng 12. Cụ thể, phát biểu tại phiên họp của Liên Hợp Quốc, ông Cảnh Sảng cho rằng phía Manila đưa ra những phát ngôn sai lệch. Vị đại sứ chỉ trích Philippines đơn phương khởi xướng vụ kiện Trung Quốc liên quan đến Biển Đông và Hội đồng Trọng tài thuộc Tòa trọng tài thường trực PCA đã vượt quá quyền tài phán của mình và phán quyết bằng cách lách luật. Từ diễn giải trên, ông Cảnh kết luận phán quyết của PCA vô hiệu và không có hiệu lực ràng buộc. Trung Quốc không chấp nhận phán quyết hay bất kỳ một tuyên bố hành động nào dựa trên phán quyết đó, đại diện Bắc Kinh nhấn mạnh. Ông Cảnh khẳng định Trung Quốc có đủ cơ sở lịch sử và pháp lý liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, cũng như các quyền và lợi ích hàng hải ở Biển Đông. Phía Bắc Kinh nhấn mạnh nước này luôn nỗ lực hết mình để quản lý đúng đắn, các khác biệt và trực tiếp giải quyết hòa bình các tranh chấp với các nước liên quan, thông qua đàm phán và tham vấn, đồng thời duy trì quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng. Chúng tôi hy vọng phía Philippines cũng làm điều tương tự, ông Cảnh nói. Được biết, vụ Philippines kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông bắt đầu từ năm 2013. Khi đó, Manila đệ đơn Bắc Kinh về một số tranh chấp giữa hai nước liên quan đến việc giải thích và áp dụng Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa trọng tài đưa ra phán quyết Trung Quốc không có quyền lịch sử dựa trên cái gọi là bản đồ đường chín đoạn. Bên cạnh đó, tòa cũng bác bỏ khả năng Trung Quốc được yêu sách vùng biển và các đảo nhân tạo mà nước này đã xây dựng trái phép ở Trường Sa, đồng thời xác định Trung Quốc đã gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường biển, mở rộng và làm phức tạp thêm tranh chấp trong khu vực. Từ trước đến nay, nhiều chuyên gia lo ngại viễn cảnh Trung Quốc bị thế giới cô lập do các hành vi phi pháp ở Biển Đông. Hơn thế, Trung Quốc thêm phần lo lắng khi New Zealand có tiếng nói mạnh mẽ hơn về vấn đề này, có thể khiến cho mối quan hệ song phương bị tổn hại. Ông Vương Căn Hòa, đại diện lâm thời Trung Quốc tại New Zealand hôm 3 tháng 12 cho biết, mối quan hệ giữa New Zealand và Trung Quốc cơ bản là ổn định, tuy nhiên đã có sự thay đổi trong 6 tháng qua. Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến từ đại sứ quán ở Wellington, ông Vương cho rằng New Zealand đang chịu sức ép từ bên ngoài và tìm cách lên tiếng nhiều hơn về vấn đề Biển Đông. Chúng tôi cảm thấy lo lắng về điều đó và chưa biết lý do. Quan chức ngoại giao này nói thêm, nhưng không nói rõ sức ép bên ngoài của New Zealand đến từ đâu. Thời gian qua, New Zealand cùng nhiều quốc gia khác đã bày tỏ lo ngại về lập trường ngày càng hung hăng của Trung Quốc trên trường quốc tế. Trong đó phải kể đến hoạt động tăng cường, ảnh hưởng ở Thái Bình Dương và quân sự hóa Biển Đông, một điểm nóng tiềm tàng xung đột với các nước ASEAN. Hồi tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết New Zealand lo ngại sâu sắc các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo, quân sự hóa và những hành vi đe dọa tự do hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông. Hơn thế, trong tuyên bố gửi Liên Hợp Quốc hồi tháng 8, New Zealand cho biết tuyên bố quyền lịch sử đối với Biển Đông của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý. Thế nhưng, ông Vương biện hộ rằng Wellington hiểu sai về cái gọi là quyền lịch sử của Bắc Kinh ở Biển Đông. Còn việc Bắc Kinh xây dựng các căn cứ quân sự trên biển, ông Vương giải thích khôi hài là vấn đề thuộc chủ quyền quốc gia, người ngoài không được can thiệp. Các quan chức Trung Quốc tại New Zealand hiếm khi phát biểu công khai, đặc biệt là về vấn đề gây tranh cãi.
Vào hồi tháng 11, ông Vương cáo buộc Úc sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân theo bước AUKUS ký với Anh và Mỹ, điều mà các thành viên cam kết không để xảy ra. Ông cho biết Wellington lắng nghe quan điểm của Bắc Kinh về chính sách kinh tế và thương mại. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand với kim ngạch thương mại hai chiều lên tới 33 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Và tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Biển Đông hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Xin chào và hẹn gặp lại!